cái chủ đề mà tại sao mà ở Việt Nam thì cái câu chuyện mà các thị trường, đặc biệt là những thị trường dễ nhìn thấy trong đầu tư là thị trường chứng khoán này, thì kém phát triển hơn là cái thị trường ngân hàng. Mà ở thế giới thì quay lại cái câu chuyện của anh vừa nói, tức là nó thúc đẩy vào sản xuất bằng việc là dẫn cái nguồn vốn của các cái nhà đầu tư cá nhân hoặc là những cái nguồn vốn tiết kiệm của dân chúng đẩy thẳng vào thị trường tài chính, đầu tư trực tiếp vào sản xuất mà không qua ngân hàng. Và đó cũng là cái câu hỏi mà tại sao ở Việt Nam mình thì cái lãi suất huy động và lãi suất cho vay thì nó khá là cao, và nó có một cái biên gọi là cái biên lãi của ngành ngân hàng hiện nay nó vẫn đang được set up một cách gọi là cho không biếu không ngành ngân hàng là 4%. Tất nhiên thì trong cái quản lý hệ thống nghiệp vụ ngân hàng thì nó có những vấn đề, cái 4% đó còn phải chi cho nhiều khoản, ví dụ như trừ bắt buộc, ví dụ như là những vấn đề về an toàn vốn, ví dụ như là phòng ngừa rủi ro liên quan đến cho vay mất vốn, đó là gọi là quản trị rủi ro. Tuy vậy thì ở Việt Nam vẫn rất phổ biến trong cái câu chuyện là dân thì có tiền, nhưng mà là chủ yếu là có cái tư duy là nghĩ là gửi ngân hàng sau đấy kiếm lời. Rồi sau đấy thì hiện nay thì đang có một cái trào lưu, tức là cái trào lưu là mọi người nói chuyện với nhau về cái việc tức là lãi suất kép. Nhưng mà đôi lúc giống như một lần em đã nói chuyện với anh về câu chuyện là hiểu chưa đúng lãi suất kép. Bởi vì lãi suất kép, cái đồng tiền của mình có thể cũng là kép lại lãi suất, nhưng cái lạm phát nó cũng kép. Mỗi năm ví dụ như ông đem được một cái mức lợi nhuận trên đồng tiền là 10-15%, thì ông cũng bị mất 7-8% là lạm phát. Rồi còn nhiều những vấn đề chỉ số lạm phát được công bố chưa chắc là đúng, đôi khi nó còn cao hơn cả cái phần mà ông gửi ngân hàng. Ví dụ như ông gửi ngân hàng được 8% mà lạm phát là 9%, thì ông kép cái 8% đó với cái lạm phát là thậm chí là nó bị thiệt. Nhưng cái câu chuyện đó thì cũng chưa phải là câu chuyện chính của cái vấn đề mà cái vấn đề muốn giải quyết ở đây đó, là tại sao mà ở Mỹ luôn luôn có một cái tỷ lệ đầu tư tại chứng khoán, đầu tư bất động sản và các kênh đầu tư khác nó chiếm ở cái tỷ lệ từ 60-70% dân số là sử dụng đồng tiền rảnh rỗi của mình là đầu tư trực tiếp vào trong các cái lĩnh vực đầu tư. Còn ở Việt Nam thì khác. Lý do là bởi vì thế này này. Cái nguyên nhân cơ bản nhất là đó là do cái giai đoạn phát triển của mình nó chưa thực sự là đến được và bằng được với những các cái nước đã phát triển. Mình cũng chỉ mới là nước đang phát triển thôi. Thì cái giới tài phiệt mà lắm của nhiều tiền nhất hiện nay của Việt Nam nó phải kể đến thì phải nói đến đó là giới tài phiệt mà đang là chủ sở hữu của các ngân hàng. Ngoại trừ các ngân hàng nhà nước ra thì là do nhà nước sở hữu. Thì còn lại thì các ngân hàng tư nhân thì nó cũng đều là do những cái ông chủ lắm của nhiều tiền. Bởi vì cái ngành ngân hàng là một trong những ngành hiện nay được coi là béo bở. Bởi vì ngân hàng tức là tín dụng tức là dùng cái niềm tin để người ta sử dụng. Và khi người ta sử dụng tức là người ta gửi tiền thì ông mặc nhiên được một cái biên lãi gộp là 4%. Tức là biên lãi của ông là được chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay là 4%. Do đó thì cái miếng ăn này là vừa béo mà lại vừa ngon. Cộng với câu chuyện ví dụ vốn chủ của ông có 4.000 tỷ thôi, nhưng ông hoàn toàn có thể huy động được một cái lượng tiền rất là lớn. Sau đó thì ông đẩy ra thị trường cho vay hoặc là sử dụng cái câu chuyện đó vào cái câu chuyện đầu tư. Và cái việc đầu tư ở Việt Nam thì có phần nào đó nó cũng đang là những cái gọi là có rất nhiều những cái dễ hơn so với thế giới. Những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cái tốc độ phát triển cũng như là cái dư địa phát triển của nó còn lớn. Nên cái câu chuyện ví dụ các ông chủ ngân hàng sử dụng vốn để đầu tư vào những cái doanh nghiệp và đôi khi ấy, nó chỉ đơn giản như là đầu tư vào đất thôi. Họ cứ huy động vốn sau đó đầu tư vào đất. Đất thì mỗi năm nó tăng thêm đến cả tính bằng cả hàng 70-80% hoặc là thậm chí là cả bằng lần. Thì đương nhiên các ông chủ ngân hàng thấy là béo quá, thì mắc gì phải đi dạy người ta đi đầu tư, mắc gì phải đi dạy dân chúng là đừng có gửi ngân hàng nữa mà đi đầu tư đi. Thì rõ ràng như thế nó dẫn đến câu chuyện tức là họ vẫn đang muốn phát triển cái thị trường vốn và là thị trường ngân hàng, thị trường vốn ngắn và trung hạn của ngân hàng, thay vì phát triển cái thị trường vốn là thị trường vốn dài hạn là huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Nên là rất ít cho cái câu chuyện gọi là ngành ngân hàng và các ông chủ ngân hàng muốn phổ biến kiến thức cho cái câu chuyện đầu tư thúc đẩy cái phát triển cái thị trường vốn dài hạn. Đó là nguyên nhân cơ bản, là do là bởi vì nếu mà phát triển cái thị trường kia thì dân chúng họ đem cái tiền tiết kiệm họ đẩy hết vào trong tự họ đầu tư, tự họ đem đi đầu tư. Đúng rồi, đúng rồi. Thì các ngân hàng làm gì còn nữa. Vì vậy thì cái thị trường vốn ngắn và trung hạn không phát triển được. Đó là lý do, đó cũng là lý do mà khi mà ở các cái nước trên thế giới, đặc biệt là những nước phát triển á, nó có một cái tỷ lệ gọi là huy động với lại cho vay nó gần như bằng không, thậm chí có những ngân hàng trên thế giới là huy động rất là thấp. Tức là mẹ tao đang bán ma túy cho mày mà tự nhiên thằng kia cũng bán cho mày thì mày cạnh tranh với tao đúng không?
bây giờ ngân hàng đang là cái thằng bán ma túy cho doanh nghiệp, mẹ ngưng một cái là doanh nghiệp mà sặc máu chết liền, thì mắc mớ gì mẹ cho dân bán ma túy cho thằng thằng doanh nghiệp. Cái vấn đề bài toán nói đúng đấy. Cái vấn đề nó là ở chỗ đây nó là rất là ngon, nó ngon ở chỗ rồi. Là nó vẫn còn đang có cái biên lãi rất lớn. Khi mà huy động bằng không, lãi suất cho vay nó chỉ xem một chút xíu, cái biên lãi nó rất là thấp, thì ngành ngân hàng huy động vốn không còn ngon nữa. Nó mới dẫn đến câu chuyện là các ngân hàng trên thế giới, cái phần doanh thu và lợi nhuận của họ nó nằm ở cái phần dịch vụ là chủ yếu, chứ nó không phải nằm ở cái phần biên lãi trên chênh lệch. Nhưng ở Việt Nam mình nó vẫn còn có một cái câu chuyện đó là biên lãi chênh lệch. Cái chuyện này nó nói chung nói ra thì nó thiên về chính trị nhiều quá. Bởi vì 70 đến 80% các ông chủ của ngân hàng vẫn là nhà nước, nên nhà nước vẫn mong muốn duy trì cái câu chuyện đó để thu về một cái lượng gọi là cái lượng tiền lãi từ cái câu chuyện doanh nghiệp nhà nước. Đây là cái lợi thế cạnh tranh mà ít người dám nói. Nhưng mà đây mình nói đến thì nó cũng có phần nào đó nó hơi đụng chạm, nhưng thực tế là nó đang như vậy. Thế không phải là vào tù ra tội của ngành ngân hàng, mà rất nhiều ông chủ của ngân hàng vẫn cứ gọi là cố muốn làm ngân hàng. Nói như thắng đúng. Thực ra ở đây á, thì nó là cái câu chuyện con gà và quả trứng. Khi mà cái cơ chế pháp lý quy định về cái thị trường huy động vốn dài hạn của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán á, nó chưa được hoàn thiện á, thì câu chuyện ở đây rất là gì, đổi giấy lấy tiền. Và đổi giấy lấy tiền thì đồng nghĩa với câu chuyện giấy thì hoàn toàn có thể in thêm. Tiền thì có hữu hạn nhưng giấy thì là vô hạn. Cơ chế quản lý nó không được gọi là tốt á, thì nếu như đẩy người ta nhanh chóng vào thị trường tài chính á, thì cái nguy cơ mất tiền cao hơn rất nhiều lần so với câu chuyện đó là tiền vẫn là tiền. Tiền gửi ngân hàng dù nó có thể mất mát do lạm phát hay do cái vấn đề này vấn đề kia, hiệu quả đầu tư không cao, nhưng họ vẫn có thể vẫn còn giữ được một phần nào đó cái phần tiền. Do đó thì người ta mới đặt đến câu hỏi là con gà có trước hay quả trứng có trước, tức là hoàn thiện cơ chế pháp lý trước rồi sau đó mới thúc đẩy, hay là thúc đẩy rồi mới hoàn thiện cơ chế pháp lý. Thì ở đây nó là cả hai. Lý do tại sao là cả hai là bởi vì khi mà huy động vốn trên thị trường chứng khoán hoặc một số cái kênh đầu tư như em vừa nói thì nó dẫn đến một cái bài toán, đó là gần như là không có cam kết trả lại gốc cũng như không có cam kết về mặt lợi tức.